theo đề án số 04 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Quận Liên Chiểu được giao thực hiện nhân rộng 7 trên 16 mô hình dân vận khéo, đến nay đã có những kết quả bước đầu qua thời gian triển khai. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đây là điểm chữa cháy công cộng tại tổ 60, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, là mô hình lắp đặt hộp chữa cháy cộng đồng được nhân rộng trên địa bàn phường. Về cơ bản, mô hình ban đầu chỉ có hộp chữa cháy với 2 bình CO2, song khu dân cư còn đầu tư thêm mái che và nhiều vật dụng khác. Thì thấy rằng cái việc trang bị ban đầu như thế là cơ bản thôi, chứ còn đủ để mà thực hiện được công việc thì rất thiếu. Vậy thì cái việc chữa cháy ban đầu, thì cái nhà người ta có thể đi vắng cháy, có thể phải đập cửa, bếp điện người ta cháy thì phải dùng những cái loại dụng cụ khác để mà chữa cháy. Thì cái lĩnh vực đó là phải cần thiết, như bình chữa cháy là một phần. Nhưng để mở cửa vào được cái đó thì phải có những cái búa, những cái khóa và những cái mũ để trang bị cho con người chữa cháy thì bắt đầu phải có hiệu quả được. Còn đây là mô hình phân loại và thu gom rác tái chế, xây dựng quỹ an sinh xã hội, được triển khai nhân rộng tại phường Hòa Minh và phường Hòa Khánh Nam. Trong đó, tại phường Hòa Khánh Nam, để thực hiện được mô hình, chi bộ khu dân cư đã lên kế hoạch mua sắm tủ lưới đựng phế liệu, xe thu gom lưu động, sọt rác phát cho từng hộ để phân loại tại nhà, đồng thời thành lập tổ thu gom rác tái chế lưu động, theo định kỳ hàng tuần đi thu gom đến từng hộ gia đình. Hàng tháng, số tiền bán phế liệu được công khai rõ ràng. Cách làm này không chỉ tạo được lòng tin của bà con, mà từng hộ còn ý thức tự phân loại, thu gom rác là bảo vệ môi trường. Trên hết, với số tiền thu được, đã hỗ trợ cho các em có thành tích học tập xuất sắc hàng năm và đột xuất cho gia đình mắc bệnh hiểm nghèo tại địa bàn khu dân cư. Hiện nay trên địa bàn phường thì có 6 chi bộ khu dân cư đang đăng ký triển khai thực hiện cái mô hình này. Và hầu như là các khu dân cư qua theo dõi và kiểm tra thì các khu dân cư đều thực hiện rất là tốt. Và khu dân cư chân tâm 1A3 là một trong những khu dân cư thực hiện rất là hiệu quả mô hình này với sự tham gia đông đảo của người dân. Ngoài 2 mô hình nêu trên, thì quận Liên Chiểu cũng triển khai nhân rộng các mô hình, vận động nguồn lực hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 10.000 vạn yêu thương, khu dân cư văn hóa, văn minh sống tốt đời đẹp đạo, tổ hỗ trợ công dân lưu động và khu dân cư an toàn. Tính đến nay, quận đã hoàn thành việc nhân rộng 7 mô hình tiêu biểu của thành phố trên địa bàn quận năm 2023, đảm bảo việc triển khai tại các phường, khu dân cư thực hiện được 27 điểm nhân rộng. Bên cạnh cái đề án về cái kinh phí của đề án số 04 thì ngay từ ban đầu cũng có những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên thì sau đó thì có cái sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy thì Ủy ban Nhân dân quận có một cái nguồn để đối ứng cùng với lại cái nguồn kinh phí của thực hiện của đề án. Và bên cạnh đó cũng có chỉ đạo cho đảng ủy các phường có cái sự quan tâm để bổ sung thêm các cái nguồn lực này trong quá trình mình triển khai 27 điểm trên địa bàn của các phường cũng như là các cái khu dân cư để thực hiện 7 cái mô hình này trong thời gian qua. Để duy trì việc nhân rộng các mô hình này, trưởng ban dân vận quận ủy sẽ dựa vào sự phù hợp với đời sống, sự cấp thiết thực tiễn tại từng địa bàn và định kỳ đánh giá điều chỉnh mô hình về tên gọi. Bên cạnh đó, với các mô hình đã tháo gỡ được những vướng mắc, giải quyết nhiệm vụ chính trị tại địa phương thì sẽ được nâng cấp, còn những mô hình chưa đạt hiệu quả thì sẽ xem xét lại, chuyển đổi để thực hiện các mô hình tiêu biểu khác đảm bảo phù hợp hơn.